hát mở bài nâng cao tay tía của vâng lớp văn thầy nhạc. Trong cuốn băng giảng vàng học Việt Nam đã từng ngời thì nhìn tay bắc qua ngồi bút quen dung được cảm nhận với vẻ đẹp vừa đa dạng, vừa độc lập vừa hùng vĩ vừa thơ mộng hoang sơ mà âm ma. Để rồi mà người ta nói về quang diệu với biệt danh nghệ sĩ đa tài, bởi ngoài viết văn và làm thơ ông còn tinh từng vẽ tranh soạn nhạc. Ở ông là một hồn thơ phong hoa và đầy tâm huyết với những tiếng thơ thật sự tinh tế và lãng mạn. Ngơ quanh dũng xuất thân từ một trí thức Hà Thành, nghe theo tiếng gọi của tổ quốc liền hét một nghìn lên đường ra trận, gia nhập đoàn quân Tây Tỳ tiên phong hiệu bộ đội thành lập năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sức lực địch ở Thượng Lào. Một năm sau đó ông rời đơn vị cũ, chuyển công tác sang đơn vị mới chưa được bao lâu, tài phú lưu tràn bên dòng sông đầy thơ mộng quang dung sáng tác bài thơ Tây Tiên. Lúc đầu bài thơ có tên là Nhớ Tây Tiên, sau đó được lược bớt đi chữ nhớ và được in trong tập Mây Đầu Âu 948. Vừa độc lập